Giờ thầy sẽ bấm vô cái nút này, nó có tên là laser property, được gọi là tính chất của laser. Chúng ta bấm vào đây nè. Đó thì nó sẽ ra một cái mục này ha, được gọi là laser, là nó tạo cái file quản lý và laser. Đó thì cái này nếu máy chúng ta có thể kéo ra để anh ta thấy rõ hơn cái thông số bên trong. Đó, kéo cái này ra, đối một click vào cái mục giữa này cho nó giãn thông số này ra. Rồi ha, thầy nói lại, chúng ta sẽ bấm vào cái mục này, laser property, nó ra bảng này, hoặc là phím tắt của nó chúng ta gọi chữ LA cũng được, phím tắt gọi chữ LA enter cũng được, nó cũng ra bảng này thôi y chang. Thì ta đây á, nó có mặc định là cái laser, nó tên là laser không và laser dev boys. Thì đây là hai cái laser mặc định của AutoCAD, có nghĩa là mình không tạo nó cũng có sẵn rồi, và nhờ nó mà chúng ta mới vẽ được đó. Chúng ta vẽ với cái nét màu trắng đó là nhờ laser không á, nhờ laser không đó. Rồi đó, thì bây giờ chúng ta tạo thêm một số laser nữa, và chúng ta thấy là nếu laser nào mà nó có cái dấu tích màu xanh trước á, tức là laser nó đang hiện hành. Rồi, như vậy chúng ta thấy ở trên này laser không này, ở đây này là hiện hành ha. Thì tạo thêm laser nữa nè, bấm vào đây nè, để tạo là laser một thì đặt tên cho nó, ví dụ như là nét nét cơ bản. Nét cơ bản này thì cho nó màu trắng, latte gọi là kiểu nét, cái nét của nó là nét continuous, tức là nét nét liền ha. Còn laceway là độ dày nó, chúng ta bấm vào đây và chúng ta cho nó là 0.0.3, 0.3 tức là nét cơ bản là 0.3. Ok, rồi tiếp theo như vậy thì tạo thêm một laser nữa, nó tên là nét nét đường tâm. Nét đường tâm này thì cho nó màu là màu vàng, yellow là màu vàng. Độ dày của nó thì cho nó là 0.1 thôi, thì 0.13 ha. Nét đường tâm là 0.09 thôi, 0.09 thôi, là nét mảnh, là nó mảnh hơn nét nét cơ bản. Và cái đường tâm á, thì cái đường nét, cái kiểu nét của nó không phải là nét liền được, mà nó phải là nét đứt, nét đứt mà cụ thể là nét chấm gạch đó. Chấm gạch thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta sẽ chọn cái nét chấm gạch đó, nhưng mà hiện tại thì không có, cho nên chúng ta bấm vào cái nút lock trên đây nè, là tải thêm á. Bấm vào đây nè, tải thêm nó thì nó có nhiều cái kiểu nét lắm. Đây là một số cái kiểu nét mà AutoCAD cung cấp cho chúng ta ha. Ví dụ này, nét hidden, hidden là nét ẩn, thì là những gạch này nó cứ gạch cho nó trống, gạch cái trống như vậy. Còn hidden 2 á thì cứ nghĩ là khi đó mấy cái gạch nó nhỏ hơn, hidden nhân 2 thì gạch nó lớn hơn thôi đó. Nói chung nó có nhiều cái kiểu nét lắm đó. Thì đối với cái hình này chúng ta xài nét center là nét đường tâm hay là nét trục, thì các con cái này là bên vẽ kỹ thuật, thì thực ra cái center của nó là một nét dài rồi tới nét ngắn, nét dài nét ngắn, chứ không phải là nét dài cái chấm, nét dài là cái chấm ha. Thì cứ cho chúng ta hay bị nhầm lẫn cái này á, cứ tưởng là nét trục đúng không, thì cái trục của nó mà, cho nên là nét dài xong chấm, nét dài chấm, nó không phải là nét trục. Nét trục là nét này nè, center nè là nét dài rồi nét ngắn, nét dài nét ngắn như vậy. Còn center 2, center nhân 2 này chẳng qua là nó tỷ lệ nó nhỏ hơn hay là lớn hơn thôi, thì chúng ta xài cái center đầu tiên thôi được rồi. Nhấn ok thì nó sẽ tải cái nét nó vô trong cái bảng này, rồi chúng ta mới chọn cái nét đó, nhấn ok thì nó mới nhảy vào đây đứng à, center. Rồi thứ ba nữa gọi là nét kích thước. Nét kích thước này thì chúng ta cho nó cái màu này, màu cyan, là màu xanh đó. Nét kích thước thì không thể nào mà center được, nó phải liền, nó liền lại với nhau, chọn là continuous, và độ dày của nó thì vẫn là 0.09 thôi đó. Chúng ta tạm thời là đối với cái bài này tạo ba cái laser như vậy. Thì tạo xong rồi thì chúng ta đóng đóng cái bảng lại, bấm cái nút X đóng lại, thì lập tức là trên đây nó có xuất hiện ba cái laser chúng ta vừa mới tạo ra, ba laser chúng ta vừa tạo ra đó. Thì do là ban đầu chúng ta chưa có laser gì hết, chúng ta vẽ thì dĩ nhiên là nó thuộc laser không rồi, nó thuộc laser không rồi, đúng chưa? Bây giờ chúng ta chọn hình này, và chúng ta sổ xuống, chúng ta gán vô nét cơ bản đó, sổ vô chọn nét cơ bản, thì có nghĩa là những cái nét này á nó thuộc về laser nét cơ bản. Nét cơ bản này đặc trưng của nó là nó dày 0.3, nó dày 0.3, nó dày hơn những nét khác,
Cho nên là bây giờ chúng ta bấm cho nó show cái độ dày lên bằng cách là chúng ta bấm cái nút customization này, nút ba ba gạch chỗ này nè, bấm lên thì nó sẽ sổ ra một cái mục, nó có tên là Lightway. Có nghĩa là cái thanh trạng thái này nó liệt kê, nó liệt kê các nút lệnh á, nhưng mà không phải nó liệt kê hết, nó nhiều quá, cho nên chúng ta muốn lấy cái nào xài lấy thôi. Chúng ta tích chọn cái Lightway nè, à, thì nó xuất hiện một cái nút Lightway xuất hiện ra, là chính là cái nút này nè. Chúng ta bấm cho nó show lên, thấy nó dày chưa, nó dày hơn cái nếp bên này đúng không, dày hơn cái nếp bên này chứ không. Đó. Thì tức là nó báo hiệu cho biết là nó dày hơn cái kia thôi, nhưng không không có nghĩa in ra là nó dày như vậy. In ra chắc chắn là nó sẽ có dày hơn cái khác, nhưng mà nó dày đúng 0,3, nó dày đúng 0,3 ly đó, nha. Rồi như vậy thì sẵn tiện thì mấy cái này nó thuộc nét cơ bản luôn đi chứ gì nữa. Đó thì tất cả đều dày hết và rất là trắng đúng không, trắng đẹp đúng không. Đó. Rồi kế tiếp thì bây giờ thầy sẽ vẽ, thầy đứng tại đây, thầy đứng thì đứng tại nét đường tâm, đứng tại nét đường tâm, cho nên là khi thầy vẽ cái gì đó ra á thì nó đều là nét đường tâm hết luôn, tại nó thuộc nét đường tâm mà. Đó. Cho nên bây giờ thầy vẽ một cái nét, làm cái đường trục chỗ này nè, cái line nó cỡ như đây. Đó. Rồi đưa nó vô đây, kích chọn kích này, thả vô cái tâm này. Rồi nhưng mà cái nét này nó nhỏ quá, nhìn gần mới thấy, nhìn xa thì cũng như không, nhìn xa thì tưởng là đang tưởng là nét nét liền thôi, không phải là nét đứt, không phải là nét gạch gạch như đường tâm. Cho nên chúng ta sẽ có một cái bước gọi là chỉnh lại cái tỷ lệ nét vẽ để cái này nó giãn ra, thì bằng cách là chúng ta sẽ nhấn phím Ctrl 1 để nó ra cái bảng này nha. Cái bảng này gọi là bảng property, bảng property thì phím tắt của nó là Ctrl 1, Ctrl 1. Thì có nghiên cứu cái lệnh này thì thực ra nó có ba cách để lôi cái bảng này ra lần có ba cách lần. Một á, là chúng ta sẽ nhấn Ctrl 1 như hồi nãy nha. Cách thứ hai á, chúng ta sẽ nhấn cái phím MO á. MO á, thì nó cũng ra bảng này nha. Và cách thứ ba á, là nhấn phím BR nó cũng ra cái này, hiểu không? Không biết sao tự nhiên đánh ngồi nghiên cứu này nó có ba ba cách ha. Rồi có ba cách. Không, thật ra thì thầy đọc sách á, thầy đọc sách á thì thầy biết thêm, nói chung là có nghiên cứu tài liệu đó, thì biết thêm một số phím tắt để mà lô cái này ra ha. Thì nói lại là chúng ta nhấn Ctrl 1 cũng được, hoặc là chữ MO cũng được ha, à, chữ BR cũng được đó, thì nhấn Ctrl 1 nó dễ nhất, nó ra cái này. Rồi thế thì chúng ta sẽ chọn cái nét này, kích chọn cái nét này bên đây, thì bên tay trái này nó chúng ta kiếm cái mục nó có tên là Latice Scale. Latice Scale dịch ra có nghĩa là tỷ lệ của nét vẽ, tỷ lệ của nét vẽ hiện tại là 1, thì sẽ sơn số này thì cho số 8, cho số 8 thì nó sẽ giãn ra, nó sẽ giãn tỷ lệ ra. Đó, thì ta thấy như vậy nó phù hợp, thì dừng lại và đóng cái bảng lại. Rồi sau đó thì rụt tay thì xoay, xoay cái này, à, tao xoay tại đây, center copy lật lại thì có được hai trục này không. Rồi copy copy hai cái này, copy thả qua bên đây, à, copy thả qua bên đây, à, copy thả qua bên đây tiếp. Đó, như vậy thì nó xong chưa. Đó, rất rõ ràng đúng không, nhìn từ xa vẫn thấy đường đường, đường trục đúng không. Đó, như vậy ở dưới tương tự như vậy, thì cái này chúng ta cũng vẽ ra ha, từ đây xuống đây. Rồi à, cái này thì gắn vào đây. Rồi à, một cái trục khác. Rồi à, chỉ cần vẽ nó lớn hơn đường tròn là được, nó ló ra hai bên là được. À, nó ló ra như thế này nè, và bắt buộc là phải xin tâm thì phải ngay trục. Rồi và đồng thời chúng ta cũng chỉnh cái tỷ lệ như vậy, thì một là mình có thể sao chép thuộc tính ở trên xuống dưới, gọi chữ MA. MA là lệnh mask prop, có nghĩa là nó sẽ sao chép thuộc tính, nó giống như bên Word nó có cái lệnh mà format enter vậy đó, là dán dán cái này xong rồi đè với cái khác á. À, thì bên này nó cũng có cái lệnh như vậy, là chữ MA ở viết tắt à, của chữ mask prop, có nghĩa là nó là sao chép thuộc tính của đối tượng. Rồi gọi chữ MA ha, enter. Rồi sau đó thầy kích vô cái này, thì kích vô cái trục này nè. Đó sau đó thầy dán vào bên này, dán vào bên này thì thấy nó sẽ tự động, nó sẽ đổi cái tỷ lệ nó bằng bên kia luôn không. Đó rồi xong rồi thầy sẽ rửa tay thì xoay đi, xoay đi ha, vừa xoay vừa copy. À, xoay cái này vừa xoay vừa copy. À, rồi bên này tương tự như vậy, thầy vẽ cái line từ trên xuống. Rồi thả vô đây, à, thả xuống đây, à,
Rồi MA sao chép? Cái này vô đây. Ha, rồi copy tiếp. Đó, rồi vẽ cái line khác. MA sao chép cái này xuống đây. Rồi, cái này thì cũng gắn vào đây. Đó, ở đây. Đó. Đó, ok. Rồi, ok, cũng tầm ổn rồi, như vậy là xong cái này. Tất nhiên cái này tương tự như vậy, thầy vẽ được đường tròn như thế này. À, rồi sau đó MA sao chép cái này, thả ra cái này, rồi một cái line dư lên ha, từ đây nó hạ xuống đây, rồi sao chép, rồi sau đó rotate xoay tiếp, nhớ xin center copy ra. Rồi sau đó thầy sẽ cắt hai bên này, thì để cắt cho nó đều, vẽ từ đây nè, ló lên bất kỳ nha. Sau đó thầy sẽ mirror lấy đối xứng cái này nè, lực lực qua lực lực chỗ này để nó đối xứng qua đây, sau đó thầy trim trim thì nó ló hai bên cho nó đều, nó mới xóa đi sau nói đâu, thì hai bên này nó ló ra, nó dư, nó gió đều bằng nhau, ló đều bằng nhau. Rồi ngoài ra ở đây chúng ta vẽ thêm một cái line từ đây nè, chạy xuống cái tâm này, rồi muốn xuống nữa thì ex là extend, extend là nối, nó sẽ nối dài nhá, enter hai lần ha, thì nó sẽ nối dài ra. Đó. Lần này có nghĩa là nối dài thì nó ngược với lệnh trim, ví dụ chúng ta có hình tròn ha, một cái line cắt ngang qua, rồi cái line chạy tới đó, thì lệnh trim á có nghĩa là tr là trim, enter hai lần thì nó cắt, tụi nó cắt đó là lệnh trim, còn lệnh ex á, thì nó ngược với lệnh trim là nó sẽ nối dài ra, ex enter hai lần, sau nó kích vô cái này á, thì nó sẽ nối dài ra, càng kích thì nó càng nối dài ra, nhưng mà với điều kiện là trước trước mặt nó có đối tượng trắng thì nó mới dài ra được, bây giờ kích này nó cũng không lên được đâu, tại vì nó không có gì hết, nó không có ra được, nhưng mà có thêm gì đó thì nó nhảy ra tiếp ha. Là cái này extend thì nối dài ra như thế này, xong thì vẽ một cái line khác, vẽ đường tròn khác nó trắng tới đây, rồi thì trim trim đầu trim đuôi đó, thì cuối cùng chúng ta có một cái đoạn thẳng nó đi qua cái đường trục này nè, đúng như cái này, ló hai bên như vậy thôi. MA sao chép cái này cho cái này đó, rồi sau đó rotate xoay cái này nè, tâm ở đây center 30 độ, 15 độ ha, 15 độ đó, rồi thay tiếp cái này, tâm ở đây center 30 độ đó đó, như vậy tất cả các trục là sẽ xong. Rồi xin mời lớp mình làm cho thầy, thứ nhất tạo layer, thứ hai vẽ như đường trục ra như vậy là xong. Rồi xin mời lớp mình làm cái bước này cho thầy nha. Rồi.